Thưa quý vị, bà Trang Thị Đồng, ngụ xã Long Phước, thành phố Bà Rịa gửi đơn thư đến chương trình hộp thư truyền hình trình bày về vấn đề tranh chấp đất đai của gia đình bà. Trong đơn thư gửi về chương trình và gặp gỡ với phóng viên, bà Trang Thị Đồng trình bày, năm 1982, vợ chồng bà có mua một thửa đất thuộc thửa đất số 103, tờ bản đồ số 21, nay là thửa 47, tờ bản đồ số 19. Thửa đất này tiếp giáp với đường 91, tổ 12, ấp Bắc, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, gia đình bà Đồng canh tác nhưng không trực tiếp ở tại khu vực đất này. Năm 1994, phần đất này được nhà nước công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 6.603 m2. Một hộ dân có đất bên trong thửa đất của bà Đồng không có đường ra đường 91, nên nhiều năm trước hộ dân này đi nhờ trên đất của ông Tòng bên cạnh. Tuy nhiên, thời gian sau, hộ dân này không đi trên phần đất gia đình bên cạnh nữa, mà lại đi qua phần đất của bà Đồng. Năm 2017, để bảo vệ đất và cây cối trồng trên đất, bà Đồng đã mua lưới B40 và thuê thợ rào chắn lại toàn bộ khu đất. Trong quá trình rào chắn, hộ dân có đất bên trong này đã đề nghị gia đình bà Đồng cho đi nhờ để ra đường lớn. Để giúp hộ dân này thuận tiện đi lại, gia đình bà Đồng đã đồng ý chừa một phần đất để cho đi nhờ. Vì nghĩ tình làng nghĩa xóm nên bà Đồng không yêu cầu hộ dân này ký giấy tờ để thể hiện việc mượn đất đi nhờ. Đến năm 2022, gia đình bà Đồng phát hiện hộ dân này đã tự ý đổ bê tông trên phần đất mà gia đình bà cho mượn và biến thành đường của gia đình hộ này. Bức xúc trước vụ việc, bà Đồng đã gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân xã Long Phước để trình bày sự việc và mong chính quyền giúp đỡ. Khi Ủy ban Nhân dân xã tiến hành hòa giải, bà Đồng mới biết được con đường mà bà chừa ra cho hộ dân này đi nhờ, giờ đã thành con đường thể hiện trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình hộ này. Ý nguyện tôi mong muốn là phần đất này bây giờ là phải trả lại cho gia đình tôi. Chứ phần đất này là trong cái phần đất này tại vì tôi cho người ta đi, người ta xin người ta đi nhờ, chứ hoàn toàn là ngày xưa tới giờ năm 82 tôi mua miếng đất công lý này là không có lấy đi. Đất tôi với đất ông Tòng này nó sát ranh không có đường, chỉ là cây cấu tùm thôi. Chứ không có đường xá gì hết. Tôi không hiểu nguyên nhân cái làm sao mà tự ý cái phần đất tôi mà có trong trên cái thửa đất bả. Ông Trần Văn Lý, người bán đất cho bà Đồng, xác nhận hiện trạng đất lúc bán là không có con đường. Cái hồ đất nhà của ông bà để lợi rồi bán cho cô Đồng này nè. Bán được 4 triệu vàng. Hồi đó mình rào mình dân kẽm hết luôn, quanh hết luôn. Có trụ căm không có đường đi. Hồi đó ta xin đi vô đi, ta đi qua chứ không có, hồi đó đất này không có đường. Về phản ánh của bà Trang Thị Đồng, ông Nguyễn Chí Linh, công chức địa chính xã Long Phước cho biết, ngày 24 tháng 5 năm 2022 và ngày 13 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban Nhân dân xã Long Phước. Buổi hòa giải không thành nên địa phương hướng dẫn bà Đồng làm hồ sơ khởi kiện gửi Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa theo đúng quy định. Ngày 12 tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa có thông báo thụ lý vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Trang Thị Đồng với bị đơn bà Nguyễn Thị Vui thuộc thửa đất số 103, cũ 47, tờ bản đồ số 21, cũ 19, xã Long Phước. Hiện nay chưa có kết quả giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa. Cái vụ việc của cô là hiện nay đang thụ lý với tòa, thì vừa qua tòa đã yêu cầu cô Đồng bổ sung nguyên đơn vô vụ án về tranh chấp của cô Vui. Thì hiện nay tòa đang tiếp tục giải quyết cho cô. Còn về phần xã thì hiện nay xã đã hòa giải tranh chấp theo quy định rồi, hòa giải tranh chấp 2 lần rồi. Nguyên đơn cũng có yêu cầu chuyển tòa thì xã đã chuyển tòa. Thưa quý vị, qua trao đổi với thẩm phán phụ trách vụ án của bà Trang Thị Đồng, phóng viên được biết, nội dung khởi kiện của bà đã được tòa thụ lý và thẩm phán đã nhiều lần hướng dẫn bà thực hiện đơn khởi kiện theo đúng nguyện vọng. Tuy nhiên, bà chưa thực hiện theo hướng dẫn này. Dự kiến ngày 20 tháng 6 tới, tòa tiếp tục mời bà lên làm việc và giải thích thêm cho bà rõ.